Trời ơi, nay cái đất này, tại cái đất này mà cháu tao ngã này, con nín đi này, để bà đánh này, để mẹ đánh cái đất này. Thế là làm hư con trẻ rồi đấy. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, lạy Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ và cách riêng, 140 bạn trẻ chịu bí tích thêm sức hôm nay rất thân mến. Lúc chụp ảnh ở trong kia, cha tổng có dặn các con là cẩn thận, tí nước cha kiểm tra giáo lý. Cha không kiểm tra, cha chỉ muốn khơi lên những gì để chúng ta cùng nhau trình bày với cộng đoàn về ý nghĩa của ngày lễ hôm nay. Bây giờ cha hỏi các con nhé, câu hỏi dễ thôi, yên tâm, dễ. Câu hỏi này, những câu đầu thì nó nằm ngoài chương trình học của các con, nên trả lời đúng cũng tốt, trả lời sai cũng không sao, bởi vì nó nằm ngoài chương trình giáo lý chúng ta học. Nhưng mà nếu mà trả lời được thì không những chúng ta có tràng pháo tay để chúc mừng mà lại còn được phần thưởng của cha tổng qua cha phụ tá cho các con. Mỗi câu trả lời đúng thì cha phụ tá sẽ có trách nhiệm trao phần thưởng sau thánh lễ này cho các con. Và cha cũng xin nói phần thưởng của lớp thêm sức thì không dưới 10.000. Rồi, câu hỏi như sau, chú ý lắng nghe. Hôm nay giáo xứ cao mại chúng ta mừng lễ Thánh Anna, bổn mạng của giáo xứ. Vậy Thánh Anna là ai? Có 4 đáp án. A, là bạn trăm năm của Thánh Gioakim. B, là thân mẫu của Đức Maria. C, là bà ngoại của Chúa Giêsu. Và D, cả A, B và C. 10 giây bắt đầu. Đấy, nhiều cánh tay giơ lên lắm. Rồi, ấy con phải nhanh lên tí. Rồi, đấy, toàn bên nữ bên nam có, là trên 10 con gái. Dạ, con thưa cha là đáp án D. Đáp án? Dạ, con thưa cha là đáp án D. Đáp án D là bạn trăm năm của Thánh Gioakim, là thân mẫu của Đức Maria và là bà ngoại của Chúa Giêsu và cũng là bà ngoại của chúng ta nữa. Đáp án D là đáp án chính xác. Một tràng pháo tay. Rồi, cảm ơn con. Một câu trả lời đúng, cha phụ tá chuẩn bị phần quà. Câu hỏi số 2, câu này dành cho bên nam. Ai đã làm cho bà Thánh Anna
trở thành bà ngoại của Chúa Giêsu. A. Ông Thánh Giuse. B. Mẹ Maria. C. Chúa Thánh Thần. Và D. Ý B và C. 10 giây bắt đầu. À, xin mời cô con trai giơ tay nó nháy mắt ơi, con chọn đáp án nào? A. Ông Thánh Giuse. B. Mẹ Maria. C. Chúa Thánh Thần. Và D. Ý B và C. Con chọn đáp án nào? Con đừng trả, con chọn D. D. Tức là mẹ Maria đã cộng tác với Thiên Chúa bằng lời đáp xin vâng do quyền năng của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta nhập thể làm người, và do việc nhập thể làm người của Chúa Giêsu Kitô mà bà Thánh Anna đã trở nên bà ngoại của Chúa Giêsu. Đáp án D là đáp án chính xác. Một tràng pháo tay. Đấy, giỏi chưa? Rồi, rồi. Trong bài đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô nói chúng ta không thể nào mà nói một tiếng Giêsu nếu không nhờ có ai. Bài đọc 2 hôm nay. Và chúng ta không thể nói được một tiếng Giêsu nếu không nhờ ai. Xin mời. Câu này tự luận. Và tự luận. Có ai trả lời không? Câu này rõ ràng là ngoài kiến thức học. Chứ mời con gái. Con gái lại lần nữa. Rồi. Bạn vừa trả lời đấy. Con vừa trả lời. Con có 2 phần thưởng thì càng tốt. Dạ thưa cha, là Chúa Thánh Thần. Không ai có thể nói một tiếng Giêsu nếu không nhờ Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống đức tin và sống đạo của chúng ta. Một tràng pháo tay nữa dành cho cháu. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Riêng câu trả lời này xin cha phụ tá là trả không dưới 20.000. Tư luận mà. Con trai cố gắng lên. Câu hỏi tiếp theo. Câu này nằm trong kiến thức giáo lý. Trong Kinh Tiên Kính, chúng ta tuyên xưng Chúa Thánh Thần là ai? Bác xin mở. Trên mở dưới con ở dưới đây con này. Trong Kinh Tiên Kính, chúng ta tuyên xưng Chúa Thánh Thần là ai? Trên mời con. Con thưa Đức Cha, là trong Kinh Tiên Kính ta tuyên xưng Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa do Chúa Cha và Chúa Con mà ra, người là Thiên Chúa thật và người có một bản tính và quyền năng như hai ngôi cực trọng ấy ạ. Rồi, tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là gì nhỉ? Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, có nói đúng rồi. Và là đấng. Quên rồi, không thuộc Kinh Thánh. Đấng ban sự sống ạ. À, chúng ta tuyên xưng Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa. Và con trả lời rất đúng sách giáo khoa. Bởi hai ngôi kia mà ra. Nhưng mà trong Kinh Tiên Kính, đấy là giáo lý. Còn trong Kinh Tiên Kính, chúng ta tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Cảm ơn con, một tràng pháo tay dành cho con. Bây giờ là phần tự luận và sáng tạo, không sáng tạo, nhưng mà dựa theo Kinh Thánh. Hãy tìm những danh xưng của Chúa Thánh Thần mà bắt đầu bằng chữ đấng. Ví dụ, đấng ban sự sống, xin mời. Ở đây đây, bên này, trên này, nhanh. Bạn phải, ở đây đây đây, cho con trai bên này cái đi. Đây đây, bên trái này, con trai ngoài cùng đây này. Ngoài cùng, rồi. Đấng ban sự sống, đấng gì nữa? Thưa cha, là đấng ban sự sống, đấng bào chữa, đấng an ủi và thần chân lý ạ. Đấng ban sự sống, đấng bào chữa, đấng an ủi và đấng gì nữa con? Hết rồi. Đấng nào? Hãy tìm những danh xưng của Chúa Thánh Thần bắt đầu bằng chữ thần. Đấy, xin mời. Bắt đầu bằng chữ thần đấy, trên này giỏi lắm đấy. Chinh phục trên này, đây con đi. Con gái, con gái ngồi đầu đấy. Bằng chữ thần. Rồi. Con thưa cha, là thần chân lý á. Thần chân lý, đúng rồi. Gì nữa con? Gì nữa không?
không ạ. Ở một thần chân lý là đẹp rồi. Một tràng pháo tay dành cho cháu. Thần chân lý hay là thần khí sự thật? Sự thật ngày nay rất cần thiết đúng không? Ngày hôm nay gian dối nó đầy tràn. Chúng ta thấy cứ đi trên ở trên xe, ta cứ nghe cái bài chế là chuyến bay giải cứu đúng không? Nó gian dối, nó gian tham, nó gian ngoa, nó gian dảo. Và nó, người ta gọi là nó hút máu đồng bào ta. Trong lúc dịch Covid như vậy mà nó đang tâm những chuyến bay giải cứu đó, nó bóp tiền cổ của nhân dân để nó bỏ vào túi, nó tiêu riêng của nó, nó gian tham. Rồi, thần chân lý, thần khí sự thật rất quan trọng. Rồi còn thần nào không? Có bạn nào kể tiếp thần nào nữa không? Nhiều lắm, thưa chú, thần nhiều lắm. Thần chân lý, thần sự thật, thần trái tim. Trái tim đấy, là thần gì nào? Trái tim, thần. À, xin mời con. Đấy, xin mời kia bạn. Đây bạn ngồi ngoài đấy, đây bạn đang giơ tay đấy. Rồi. Con thưa cha là thần tình yêu ạ. Thần tình yêu, rồi gì nữa? Thần là thần khí sáng tạo. Một tràng pháo tay để dành cho cháu. Rồi. Chúa thần có biểu tượng là ngón tay của Thiên Chúa. Ngón tay của Thiên Chúa là biểu hiện sức mạnh. Thì Chúa Linh Thần có một tên nữa là thần khí. Thần khí gì? Đâu biết. Đấy, dễ không? Thưa, thần khí quyền năng. Chúa Linh Thần là mọi chuyện à? Các phép lạ của Chúa Chu là do Chúa Linh Thần đó. Chúa nói nếu ta nhờ ngón chúng ta mà nhờ ngón tay Thiên Chúa, à Chúa nói của Ben-Zê-bun mà trừ quỷ, thì ai, con cháu các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Nhưng dùng ngón tay của Thiên Chúa, đây chính là thần khí quyền năng. Rồi, câu hỏi cuối cùng, không có dài quá. Khi lãnh nhận bí tích thêm sức, chúng ta lãnh nhận bao nhiêu ơn của Chúa Thánh Thần? Câu này dễ lắm. Nào, xin mời. Nào, xin mời con trai đây, con trai đây, con trai đây. Đây, đứng lại rồi. Con thưa, con chưa đức cha là bảy ơn Chúa Thánh Thần. Bảy ơn, kể các bảy ơn cho em làm sao? Con thưa cha là ơn hiểu biết, ơn thông minh, ơn khôn ngoan, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn đạo đức và ơn biết kính sợ Thiên Chúa. Rồi, bảy ơn đó chính xác, nhưng cha muốn bạn nào kể thứ tự. Rồi, xin mời. Đồng chưa? Đấy, nào, xin mời con. Bạn nào kể đúng thứ tự. Rồi, xin mời con. Con thưa cha là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn thông minh, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn đạo đức, ơn biết kính sợ Thiên Chúa. Vâng, đúng như thứ tự. Một tràng pháo tay dành cho cháu. Rồi, giỏi. Cao mại là chỉ có giỏi lên. Cha tổng. Đây, chúng ta xin Chúa Thánh Thần với bảy ơn trợ giúp của Ngài giúp chúng ta noi gương bà Thánh Anna luôn khôn ngoan, can đảm, đạo đức, hiếu thảo, kính sợ, kính mến, kính tôn và kính thờ Thiên Chúa. Đâu biết bà Thánh Anna tay cầm cái gì đấy? Biết Đức Mẹ tay cầm cái gì đấy? Có để ý không? Bức tượng có để ý không? Bà Thánh Anna tay cầm gì? Tay cầm cuốn Kinh Thánh. Trong đó ghi có số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là cái gì nhỉ? Là 10 điều răn của Thiên Chúa. Bà Thánh Anna chuyên môn dạy con bằng Kinh Thánh. Người Do Thái dạy con bằng Kinh Thánh. Nên trẻ con Do Thái vừa thông minh, vừa ngoan hiền và hiếu thảo. Và Đức Maria nhờ bà Thánh Anna nên rất thuộc Kinh Thánh. Và Kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, mà Đức Maria ca lên sau khi ở nhà bà Elizabeth chào hỏi nhau xong, thì Đức Maria đã hát Kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Câu đó, bài kinh đó là lấy ý tưởng từ bài kinh của bà
Anna không phải bà Thánh Anna này đâu. Bà Anna là mẹ ông Samuel. Nên hôm nay chúng ta kính nhớ ông Thánh Gioakim và bà Thánh Anna, là chúng ta nhớ tới ông bà bố mẹ của chúng ta, và đặc biệt là các bà, các mẹ ngày nay đi làm nhiều, con cháu để lại ở nhà cho ông bà. Nên các cụ chúng ta nói: con ngoan nhờ mẹ, cháu ngoan nhờ ai con nhỉ? Nhờ bà. Con ngoan nhờ mẹ, cháu ngoan nhờ bà. Nên là dạy con trẻ rất quan trọng, đặc biệt là các cháu mới lớn lên, dùng Kinh Thánh, dùng sự khôn ngoan để dạy dỗ con cháu mình. Nhiều lúc nó sai lầm lắm đấy các mẹ. Nhiều lúc sai lầm lắm. Ví dụ cháu bé nó đang đi thế này, nó ngã, nó khóc, bà hay mẹ lại dỗ: rồi ôi, nay cái đất này, tại cái đất này mà cháu tao ngã này, con nín đi này, để bà đánh này, để mẹ đánh cái đất này. Thế là làm hư con trẻ rồi đấy. Làm hư con trẻ đó. Nó mà không phải lỗi của nó, là lỗi tại người khác. Rồi ví dụ vào trong cha, bế cháu vào cha: ôi ôi, thưa cha, khổ lắm cơ, bố mẹ nhất đứa con dâu nhà con nó chán lắm người cha, nó chẳng có dạy dỗ con cái gì, nó cứ đi buôn đi bán rồi nó chửi tục các thứ này khác. Kể chuyện đó trước mặt con trẻ là hỏng. Kể chuyện đó trước mặt trẻ con là hỏng. Không bao giờ được phép nói xấu bố mẹ hay người khác trước mặt trẻ con. Nó bảo vậy là bố nó xấu lắm à? Nó không nghe bố nó nữa. Mẹ nó xấu lắm, nó không nghe mẹ nó nữa. Bà Thánh Anna thì khác. Dạy con từ thuở còn thơ, nên bà Thánh bằng sự khôn ngoan, bằng sự kính sợ Thiên Chúa, bằng Kinh Thánh đã dạy cho con mình là mẹ Maria trở nên một người con ngoan trong gia đình, và được Thiên Chúa tuyển chọn là mẹ Thiên Chúa. Và bà Thánh Anna đã trở nên bà ngoại của Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha Phanxicô trong tuần vừa qua đâu biết Chúa Nhật vừa rồi là Chúa Nhật dành cho ai? Chúa Nhật dành cho ai? Dành cho người già các con. Chúa Nhật vừa rồi Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho người già. Và trong khẩu hiệu của chúng ta đi ở đường kia, người ta cũng nói: hãy dành cho người già những sự tôn trọng, giúp đỡ cần thiết, để họ trở nên những con người sống bố già bằng 3 lần rộng. Và Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ: hôm nay các con nếu ra khỏi nhà thì hãy đến chào ông bà và xin phép ông bà. Thế cơ chứ. Đức Thánh Cha dạy á, tuần vừa rồi này, lên mạng xem thấy thế, để hôm nay chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần, chúng con trở nên những con người trưởng thành, biết dùng lời Chúa, sống lời Chúa và sống tình yêu của Chúa, và để cuộc đời chúng con sẽ lên là một của lễ. Cha rất thích cái bài hát, không biết là các con ở đây có ca đoàn thiếu nhi không con? Sơ không có phải không? Thầy hát với cha bài của lễ con dâng nhé. Thuộc đúng không? Rồi, đưa cho bạn nào, mượn cái micro đưa cho bạn nào đó hát cái bài hộ cha tí, xin đánh cái bài ấy cho bạn ấy hát. Bạn nào hát được nào? Của lễ con dâng là vâng lời cha mẹ của con. Một bạn nữ bên này, bạn nữ bên này giơ tay đây bên này. À rồi con. Rồi con hát đi. Con huynh trưởng hát thì chắc là nó mới. Rồi xin cô anh dạo đàn hội thí cháu nó hát. Mi do si la son la mi la re mi la. Của lễ con dâng là vâng lời cha mẹ của con. Của lễ con dâng là yêu thương bạn bè lối xóm. Trong
xin Chúa nhận của lễ con dâng. Một tràng pháo tay dành cho cháu rồi. Cháu muốn nếu một bạn nam mà hát được cái lời hai của lễ con dâng là nghe lời khuyên của thầy cô, nam hát được không? Thế để lần sau rồi cảm ơn các con. Như vậy chứ con hãy cố gắng cuộc đời của mình trở nên của lễ hàng ngày, dâng lên Thiên Chúa, cầu cho ông bà bố mẹ, cầu cho quê hương đất nước, cầu cho giáo xứ giáo họ, để quê hương đất nước chúng ta, giáo xứ giáo họ chúng ta được sống trong tình yêu của Thiên Chúa, dưới sự hướng dẫn của thần khí, bước đi trong thần khí và bước đi trong bình an của Ngài. Giờ đây các con cùng với cha rút sáng cử hành nghi thức ban bí tích thêm sức, xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho các em trong ngày các em lĩnh bí tích đặc biệt này.